cái mạng bấm phím số 7 để mình nối lên nhé. Đối tượng của chúng ta vừa vẽ đây này có rất là nhiều lưới, chúng ta có rất là nhiều cách để giảm lưới. Hôm nay mình chỉ cho bạn hai cách để chúng ta giảm lưới nhé. Mình sẽ copy đi. Đây chúng ta có 469 nhà đúng không ạ? Mình chuyển đổi đối tượng này sang poly nhé. Mình có 234.000, mình sẽ đặt một cái lệnh có tên là multirig mu multirig này. Đấy, bạn tác động cái này nó đã giảm rồi, mình bật chức năng general này đi. Rồi chúng ta sẽ kích giảm đây, ví dụ đây nó đang là 100% thì nó rất là nhiều đúng không ạ, mình sẽ giảm nó đi xuống, ví dụ như là bây giờ mình sẽ giảm xuống 10%. Nghĩa là được 10% thôi ấy, bạn nhìn sau đối tượng ban đầu với đối tượng trước ấy. Đây này, giảm nhiều quá thì sinh ra lỗi như này. Bạn như đây mình thấy số lượng này giảm hẳn nha. Có thể mình giảm 30, nên mình giảm ít thôi. Đây thì đối tượng ra nó sẽ giảm. Và bạn muốn giảm bao nhiêu là giảm đến 5% rồi ạ. Nên nó sẽ giảm đi rất là nhiều. Giảm nhiều quá thì nó sẽ mất gần như kiểu bạn hút bớt xương là thì kết cấu sẽ giảm. Nhưng nếu mà cho tùy theo từng trong trường hợp nha, bạn làm như này là mất kết cấu này, hút bớt lõi công trình nhiều quá thì sẽ mất kết cấu và nó sẽ sập xuống, thì bạn sẽ làm sao cho nó khéo. Nhưng mà 40% rồi, 60%, tại vì là nó sẽ giảm được phần nào đó thôi. Poly đúng không? Nếu các lệnh thứ hai tên là OP Optimize cũng là lệnh giảm giảm lưới từ 375 đúng không, giảm giảm xuống còn có 100 bao nhiêu, giảm giảm đi rất là nhiều. Trong này mình sẽ bấm cái 4 lên, bạn thấy là nó cũng giảm lưới. Bạn thích dùng cái nào thì bạn dùng, cái này đang gần nhau đúng không, bạn bỏ cái đấy, bỏ cái gần nhá, nên mình bỏ cái này đi. Mình sẽ so sánh khi mình tác động mà không tác động lành thì nó sẽ ra kết quả như thế nào. Giảm đi thì đôi khi nó sinh ra lỗi ở số một số chi tiết. Thì mặc định ở đây nó cho chúng ta giảm đến 4% đúng không? Đó. Chúng ta giảm từ 300 xuống còn 200 là giảm đi cũng được khá nhiều rồi đấy. Thì có thể đã tăng lên 8 rồi ạ. Ví dụ giảm đi nữa, do học chúng ta giảm tới 12, thì nó giảm ít thôi. Thì chúng ta tùy vào từng trường hợp, chúng ta giảm làm sao nhìn mà khi mà mình giảm đi ít, kết cấu của đối tượng nó không bị sập xuống, nhìn hai cái này nó không xem mà tiếp nhận được, chúng ta sẽ giảm